Hơn một tuần trở lại đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những chùm ca bệnh thủy đậu trong trường học. Các biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh không để lan rộng được ngành y tế tích cực triển khai. Cụ thể, ngày 6 tháng 3, trường tiểu học thôn Làng Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Sát phát hiện một học sinh mắc bệnh thủy đậu. Đến ngày 12 tháng 3, tăng lên 28 ca. Cùng trong thời điểm này, trường mầm non xã Điện Quan, huyện Bảo Yên ghi nhận 24 ca bệnh. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 1, huyện Bắc Hà ghi nhận 23 học sinh mắc bệnh thủy đậu. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, trung tâm y tế các huyện đã phối hợp với các nhà trường thực hiện khoanh vùng, phun khử khuẩn trường, lớp học, hướng dẫn giáo viên học sinh bị bệnh nghỉ cách ly theo quy định. Theo nhận định của ngành y tế, mùa nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh thủy đậu phát tán và lây bệnh. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, các nhà trường và gia đình cần quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đồ dùng của trẻ, chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ.